Trước kia thì em đã từng trải nghiệm Santa Fe và đã thấy rằng là Santa Fe đã làm những cái chiếc xe mà đi rất là sướng rồi. Nhưng mà thực sự mà khi đã lăn bánh và ngồi trải nghiệm trên chiếc CX-8 này thì mới thấy rằng là Santa Fe cũng chưa đủ sướng đâu anh chị ạ. Cái chiếc CX-8 này mới là cái chiếc xe mà nó có cái đạt được cái độ sướng và cái độ trải nghiệm tốt hơn cả Santa Fe. Nếu như mà em đi hai chiếc xe thì chắc chắn là em sẽ lựa chọn chiếc CX-8 hơn. Bởi vì CX-8 thực sự là cái mẫu xe cùng phân khúc với Santa Fe, nhưng mà nó lại mang lại trải nghiệm khả năng là tuyệt vời hơn. Bản thân thì chiều dài cơ sở cũng như là tổng thể chiều dài của chiếc CX-8 là dài hơn cùng là phân khúc 7 chỗ, nhưng mà chiếc xe này cũng là dài hơn. Và thứ hai nữa đó là trang bị công nghệ thì cũng như nhau thôi. Đó là cốp điện này, cốp điện ở phía đằng sau này. Đấy, và cái cốp phía đằng sau thì nó có một cái khoang để đồ rất là rộng. Và bên dưới nó còn một cái cốp nữa này. Đấy, để thoải mái đồ đạc luôn cho các bác nhé. Đấy, và các bác sẽ thấy được rằng là với cái hàng ghế ngồi phía thứ ba nó rất là rộng. Đấy, các bác nhìn này, hàng ghế thứ ba nó rất là rộng, có thể ngồi thoải mái hai người. Còn nếu như các bác ngồi thêm một người nữa thì các bác hạ xuống, không ngồi thêm một người nữa mà các bác hạ xuống như thế này, thì các bác sẽ để một cái không gian để đồ rất là thông thoáng các bác nhé. Để đồ rất là thông thoáng các bạn. Đây các bác nhìn này, cái chất liệu để làm lên cái chiếc CX-8 này thì là những chất liệu nhựa da nỉ cao cấp. Các bác nhìn đây, CX-8 có thể là không có cửa sổ trời, kể cả bản cao cấp nhất các bác nhé, CX-8 là không sản xuất cửa sổ trời. Vậy cho nên là các bác sẽ thấy được rằng là có thể không có cửa sổ trời nhưng đổi lại thì vận hành của CX-8 và độ tiêu nhiên liệu của CX-8 là ít hơn. Đấy. Còn lại thì những cái công nghệ cũng tiên tiến và ưu việt không kém đâu các bác nhé. Đấy, không kém đâu, chỉ mỗi cửa sổ trời là không có thôi. Thực ra thì cửa sổ trời là các bác nào đi nhiều thì các bác biết, gần như chả bao giờ ta dùng đến. Và các bác nhìn thấy đây là chiếc CX-8 phiên bản Luxury các bác nhé. Và CX-8 thì mang khối động cơ đó là 2.5. Đấy, công nghệ full LED ở phía trước và phía đằng sau. Form dáng xe đẹp, thiết kế theo ngôn ngữ Bono thể thao, cực kỳ cá tính, năng động và trẻ trung. Các bác nhìn đấy ạ, một chiếc xe phải nói rằng là quá là đẹp luôn. Quá là đẹp luôn. Và đây là một chiếc xe vừa cập bến tại bên showroom Ba Tư Phan Vua Gầm Cao. Bác nào mà đang tìm dòng CX-8 thì hãy liên hệ trực tiếp ngay với em. Các bác nhìn cái chất xe này cũng biết là nó quá đẹp rồi đúng không? Na răng cũng là đẹp này, lốp láp còn mới này. Xe lăn bánh thời điểm này là tầm 7 vạn các bác nhé. 7 vạn ghế da nguyên bản theo xe từ đầu các bác này. Đây các bác nhìn cái ghế da nó còn đẹp như thế này đúng không ạ? Đấy, cái chất xe nó rất là ngon. Khoang hành khách hàng ghế thứ hai rất là rộng luôn, để thoải mái các bác có thể ngồi 2 đến 3 người. Cửa gió điều hòa phía đằng sau các bác này. Đấy, cửa gió được trang bị cửa gió điều khiển tự động luôn các bác nhé. Đấy, nội thất ghế da cao cấp và có rèm che nắng ở phía đằng sau. Đấy, và được bác chủ này điểm tô thêm một số những cái vân gỗ chất liệu da cao cấp các bác này. Nói chung là khả năng cách âm chống ồn của CX-8 như em trải nghiệm là tốt hơn Santa Fe các bác. Tốt hơn Santa Fe. Chiếc xe này là CX-8 2020. Đấy, phiên bản là 2.5. Đấy, được sản xuất tại Việt Nam, tem mác đầy đủ đây. Đây là bản Luxury anh chị nhé. Đấy, khối động cơ 2.5 và nó là phiên bản hai cầu này. Đấy, đi rất là khỏe. Hai ghế điện này, hai ghế điện được điều chỉnh này. Ghế ngồi của CX-8 cũng cho cảm giác ngồi rất sướng, ngồi ôm. Đấy, ngồi ôm bó người rất sướng luôn các bác này. Đây, quay nhanh cho các bác để các bác nào mà muốn mua chiếc xe này thì liên hệ trực tiếp ngay với em nhé. Một chiếc xe mà khẳng định là nó rất là đẹp luôn các bác. Đây các bác nhìn đây. Đây các phanh tay điện tử này, auto hold này, hộp số tự động này và điều hòa tự động này. Các ô cửa gió được thiết kế ở 4 hướng khác nhau. Màn hình cam lùi theo xe, cảm biến va chạm đầy đủ. Vô lăng tích hợp nhiều bàn phím chức năng. Nhìn chung đây là một chiếc xe mà phải nói rằng nó là sản phẩm siêu phẩm của công nghệ các bác nhé. Siêu phẩm của công nghệ. Và đây là một chiếc xe mà nó có độ vận hành, nó rất là sướng luôn. Các bác nhìn cái form xe, nó trường xe đẹp không ạ? Đây chiếc xe là màu xám các bạn, màu xám ra nắng rất là đẹp. Đấy, phía đằng trước xe được trang bị đèn full LED, có những cái giải LED màu trắng này. Và ở đây được thiết kế của chiếc CX-8 này với mặt ca lăng, đó là mặt ca lăng mặt cười. Đây là ngôn ngữ thiết kế chung. Và đèn là đèn bi projector siêu sáng, cực đẹp luôn. Phải nói là cái màu xám này, nếu như các bác mà nhìn ở trực tiếp vào mắt thì các bác sẽ thấy được cái màu xám nó rất là đẹp các bác nhé. Đấy, form dáng xe đều đẹp, một chiếc xe zin tuyệt đối luôn. Một chiếc xe mà em đã trải nghiệm cả một ngày hôm nay rồi và cảm thấy rằng đúng là một chiếc xe đẳng cấp các bạn.
Ghế lái được trang bị nhiều vị trí chỉnh ghế và trang bị đến 2 vị trí nhớ ghế. Đây, ghế da theo xe còn nguyên bản từ đầu đây. Nội thất ghế da này rất cao cấp, túi khí vòng xung quanh xe, vô lăng tích hợp nhiều bàn phím chức năng. Đấy, ôm cua rất sướng luôn các bác nhé. Xe lăn bánh đến thời điểm này là 7,9 vạn này, bao bảo hành zin từng km cho các bác này. Đấy, có những cái chế độ công nghệ như là TCR và tất cả các chế độ mở cốp tự động, rồi dừng đỗ phanh tự động, phanh tay điện tử, auto hold, rất nhiều luôn. Nhìn chung là với CX-5 thì nó là những công nghệ cao cấp. Âm thanh giải trí thì phải nói rằng là siêu việt luôn các bác. Âm thanh giải trí của cái dòng CX-8 này cũng là một cái dòng mà được đánh giá rất là cao các bác nhé. Đấy, các bác thấy được là những bác nào mà đang tìm CX-8 thì các bác hãy liên hệ trực tiếp với em đi, để các bác có thể là được tư vấn thêm. Đấy, được tư vấn thêm nhé. Xe vừa mới về xong, vừa mới về cập bến tại bên showroom của em xong, em quay qua để cho các bác có thể nhìn thấy được cái chất lượng của cái chiếc xe này trước đã này. Bởi vì dòng CX-8 này nó là dòng xe cao cấp, cũng không phải nhiều bác gọi là biết đến đâu, đúng không ạ? Các bác chỉ quen đến Santa Fe, các bác chỉ quen đến những cái mẫu mà cùng phân khúc như là Santa Fe này. Đấy, hoặc là hoặc là những cái dòng xe cùng phân khúc khác như là của Kia thì có Sorento, đúng không ạ? Nhưng đây là một cái mẫu 7 chỗ ngồi đến từ thương hiệu của Mazda. Đấy, nó là một cái thương hiệu mà cũng khá là sang chảnh. Trước kia thì em chưa từng biết đến, thì không nghĩ rằng là chiếc CX-8 nó lại ưu việt đến như thế. Có nghĩa là nó lại có cái độ vận hành tốt này. Đấy, mức tiêu nhiên liệu cũng khá là tuyệt vời. Đây, em sẽ mở cái khối động cơ ra để cho các bác cùng ngắm nhìn nhé. Đây, mặc dù là một chiếc xe cao cấp nhưng mà chiếc xe này vẫn có đỡ bằng thanh ngang các bác nhé. Đây là một cái điều thiết kế hơi dở của CX-8. Đáng nhẽ là nó phải có routine thể lực, bởi vì chiếc xe này thời điểm lăn bánh nó cũng khá là nhiều tiền, nhưng không phải ít tiền đâu. Đây các bác nhìn này, tất cả mọi chi tiết xương rằng động cơ hộp số của xe thì bao cam kết zin tuyệt đối cho các bác. Từ những cái thanh nhựa phía bên trên các bác nhìn để thấy được rằng là cái chất lượng xe của bên em nó là khẳng định, nó là nguyên zin các bác, từ cái con ốc tai bè. Xe chạy 7 vạn thì chưa ăn nhầm gì cả. Xe zin từ con ốc luôn các bác nhé. Máy 2.5 nổ êm tin tít luôn. Thì chung nào về khung rằng động cơ hộp số thì em luôn cam kết với tất cả quý khách hàng, đó là độ nguyên zin là tuyệt đối. Đấy, bên em thì không làm xe kém, không làm xe tai nạn, không làm xe máy bổ, đâm xô, thủy kích. Vậy cho nên là khi các bác bà đã xem những giới thiệu video clip ở bên em thì các bác lấy những cái video này làm là những cái bằng chứng để sau này các bác có thể là kiểm tra lại. Đây, zin tuyệt đối từ răng ràng cò luôn các bác này. Máy đang nổ trực tiếp đây, rất là êm luôn các bác nhé. Đây một chiếc xe mà với cái tầm tiền mà trước kia các bác phải bỏ ra đến tầm 1 tỷ 2 tỷ 3 để sở hữu nó, nhưng đến thời điểm này thì chiếc CX-8 này thì em đánh có hơn 8 đồng rồi các bác nhé. Hơn 8 đồng một chiếc CX-8 2020, siêu đẹp luôn. Đây các bác nhìn này, ngắm lại một lần nữa về toàn bộ thân vỏ cho em nhé. Một chiếc xe mà có chiều dài cơ sở phải nói rằng là dài nhất luôn, dài hơn cả Santa Fe nha các bác nhé. Đi rất là trường xe, nhìn nó lầm lũi lầm lì. Cái màu đen này, màu ghi này, nó nhìn nó rất là khỏe khoắn. Các bác nhìn có yêu không? Các bác nhìn chiếc xe này có yêu không? Đấy, những bác nào mà đã từng trải nghiệm CX-8 thì các bác có thể là nêu comment lên để chia sẻ cái quá trình sử dụng lên, để bác nào chưa sử dụng được hoặc chưa từng sử dụng là các bác có thể là biết được thêm về cái cách để sử dụng cái dòng CX-8 này và cái khả năng vận hành của dòng này. Mức tiêu nhiên liệu của dòng CX-8 này các bác nhìn thấy là nếu như mà chạy, các bác nhìn này, em che nó vào nhá, cái chỗ này nó mờ quá, hơi khó nhìn này. Mức cái tem nhiên liệu này có 6.7 này, 8.7 này và 12 lít các bác nhá, ba cái chế độ. Nói chung là bình thường có 8-9 lít thôi, rất là ít luôn. Động cơ 2.5 nhưng công nghệ Skytit của hãng Mazda thì nó vô cùng là tối tân, làm cho cái chiếc xe tiêu tốn nhiên liệu rất là ít các bác nhé. Đây các bác nhìn cái form dáng xe yêu không? Phải nói là cái màu này nó rất là sang. Đấy, cái màu này nó gọi là màu xám. Đấy, cái màu xám lông chuột nó rất là sang xe các bác nhé. Cái màu này đặc trưng của dòng Mazda mà chỉ có Mazda mới có thôi. Nhìn rất sang xe và nhìn rất là bắt mắt các bạn. Đấy, những bác nào mà đang tìm dòng sản phẩm phân khúc hạng cao mà một chiếc xe đẹp, một chiếc xe zin thì hãy đến ngay với sản phẩm của Vua Gầm Cao của em Công nhé. Một chiếc xe phải nói đẹp thật, ngắm không biết chán mắt luôn các bác nhé. Mà đi trải nghiệm thì vô cùng sướng, khả năng cách âm chống ồn của xe là tuyệt vời.
công nghệ cũng khá là tối tân đấy, mà khả năng vận hành thì êm ái đấy, các công năng sử dụng cũng, các chức năng cũng rất là hiện đại. Nói chung là không có điểm gì để chê cái dòng sản phẩm của Mazda, một cái siêu phẩm luôn, phải nói là siêu phẩm các bác nhé. Trân trọng cảm ơn các bác đã luôn theo dõi và quan tâm. Nếu như bác nào mà thực sự muốn mua chiếc CX-8 này và muốn tư vấn thêm và muốn tìm hiểu thêm thì cứ điện thoại trực tiếp tới số hotline của em đã được ghi ở trên tiêu đề. Chân thành cảm ơn các bác và xin chào tạm biệt.